Có thể bạn đã từng đọc qua nhiều mộc truyện ma siêu dài, siêu hấp dẫn và siêu kinh dị, khiến bạn ám ảnh vì nó trong một thời gian dài. Nhưng chưa chắc tất cả chuyện ma dài đã là hay và những chuyện ma ngắn đã là dở. Hãy cùng chúng tôi lướt qua 5 câu chuyện kinh dị siêu ngắn dưới đây. Nên nhớ, trí tưởng tượng của bạn luôn là chìa khóa làm cho mọi thứ trở nên sống động. Câu chuyện thứ nhất, đầm lầy. Kết thúc năm đầu tiên tại trường đại học, 6 người bạn quyết định đi dã ngoại ở một vùng quê hoang vắng. Sau vài tiếng chạy xe đến thị trấn gần đó, họ phát hiện một cái đầm lầy nằm khuất sau rừng cây và cực kỳ thuận tiện cho việc lặn. Nhóm bạn bè dựng trại trong rừng và dự định sẽ vùng vẫy thỏa thích dưới làn nước vừa trong vừa ấm suốt cả buổi tối. Khi mặt trời khuất sau hàng cây, một cậu bạn trèo lên vách đá cao và nhảy xuống, trong khi 5 người còn lại hò hét và cổ vũ. Và rồi, những tiếng la hét, cười đùa của họ dần dần tắt lịm vào màn đêm, đen như hũ nút. Khi người bạn kia mãi không thấy trồi lên, họ liền lao xuống nước tìm bạn và rồi bị mắc kẹt trong một đám rễ cây. Sau một lúc vất vả, cuối cùng họ cũng thoát ra được và quyết định bỏ cuộc. Quay trở về thành phố với tâm trạng đau buồn, 5 người bạn đã phải trải qua một năm dài kỳ lạ và cô đơn. Một năm sau đó, họ quay trở lại đầm lầy năm xưa để tưởng niệm người bạn quá cố. Vừa trở lại khu đầm lầy, họ thấy người bạn kia đang đứng ở đấy gật gật đầu. Chưa kịp mừng rỡ vì gặp lại người bạn thân thiết thì họ đã chết lặng khi bạn ấy đột ngột biến mất và chỉ còn lại trơ trọi nằm nấm mồ sát bên mé đầm lầy. Câu chuyện thứ hai, căn nhà gỗ giữa rừng già. Vợ khẽ lay tôi dậy, tôi nhìn khắp một lượt căn nhà gỗ, còn tôi chắc đã ngủ say. Lửa trong lò sưởi sắp tàn, hình như có ai đó đang gõ cửa thì phải. Vợ tôi thì thào, tôi cũng nghe thấy những tiếng gõ cửa đó. Vừa lấy chiếc rìu và cầm theo cây đèn, tôi mở cửa và nghĩ rằng sẽ thấy một con gấu mèo hay chuột hôi gì đấy. Nhưng không, là một bé trai khoảng 10 tuổi. Nó nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi đột ngột bỏ chạy về phía rừng. Tôi lập tức đuổi theo. Đến một đoạn tôi không thấy nó đâu nữa, nhưng chợt nghe tiếng sột soạt gần đấy. Tôi lôi nó ra từ trong một bụi rậm. Sao cháu lại gõ cửa nhà chú? Tôi gào lên. Vì các chú các bác của cháu bảo cháu làm thế, thằng bé đáp trả. Tôi không tức giận nữa mà chuyển sang thắc mắc. Để làm gì? Để dụ chú ra khỏi nhà chứ làm gì nữa. Môi thằng bé nở ra một nụ cười thật quái dị. Câu chuyện thứ ba, người mới. Lần đầu tiên trong vòng 8 năm qua, An dẫn theo một cô bạn gái đến buổi gặp mặt cuối tuần của nhóm chúng tôi. Lúc đầu chúng tôi hơi sượng vì xuất hiện của một người lạ, nhưng rồi cũng trở lại không khí vui vẻ thoải mái nhờ sự cởi mở thân thiện của cô bạn mới này. Cô ấy mang những chiếc bánh kukake tự làm cho chúng tôi như món quà ra mắt khi cả bọn ngồi quây quần quanh đống lửa trại để kể chuyện ma dọa nhau. Bạn kể trước đi, chúng tôi khuyến khích cô bạn mới. Thật ra có rất nhiều điều rùng rợn mà đảo quốc sư tử Singapore hiện đại xinh đẹp còn giấu chưa cho bạn biết đấy. Cô ấy lắc đầu. Mình xin phép được kể chuyện cuối cùng được không? Mình muốn nghe chuyện của mọi người trước. Chúng tôi vui vẻ đồng ý, rồi thi nhau kể những câu chuyện truyền thống như ma già, ma tóc dài dù con ngục trên cây, ma dấu. Đến lượt của bạn mới, cô ấy chậm rãi. Thật ra thì những câu chuyện của mọi người chỉ là hư cấu và mình chẳng thấy sợ tí nào. Chúng quá xạo, không có chút cơ sở nào và mắc cười hơn là đáng sợ đấy. Rồi cô tiếp. Cái làm mình sợ là những thứ hại não kia, những chuyện không thể nào đoán trước được và cũng không ai biết. Không có ma hay những sinh vật không có thật, mà chỉ có những người bình thường như mình và các bạn vậy. Nói đoạn, cô cầm chiếc bánh kupake còn nguyên vẹn của mình lên. Ví dụ như câu chuyện về một người lạ
tham gia vào một buổi họp mặt cuối tuần cùng một nhóm bạn của bạn trai. Rồi đầu độc tất cả bọn họ bằng những chiếc bánh ngon tuyệt, tự làm thì sao nhỉ? Câu chuyện thứ tư, giống như cái này đúng không? Khi nhập viện, các bệnh nhân đều phải mang một chiếc vòng trắng ghi tên của mình trên đó để bác sĩ dễ theo dõi. Nhưng những chiếc vòng màu khác sẽ mang ý nghĩa khác. Chẳng hạn như vòng màu đỏ sẽ dùng để ghi tên người chết. Có một bác sĩ phẫu thuật phải làm ca đêm trong một bệnh viện nọ. Ông ta vừa hoàn thành ca phẫu thuật và đang trên đường xuống tầng hầm. Ông vào thang máy và thấy có một người đứng trong đó. Để phá tan bầu không khí im lặng đến kỳ cục, vị bác sĩ bắt chuyện với người phụ nữ nọ. Khi cửa thang máy mở ra, một người phụ nữ khác định bước vào, nhưng vị bác sĩ này đã nhanh tay nhấn nút đóng cửa thang máy lại và chọn tầng cao nhất. Tỏ ra ngạc nhiên, người phụ nữ trong thang máy trách ông ta vì tại sao lại bất lịch sự như vậy. Vị bác sĩ từ tốn trả lời: "Tôi vừa phẫu thuật cho người phụ nữ ấy xong, bà ta chết trong khi phẫu thuật rồi. Cô không thấy bà ấy mang chiếc vòng màu đỏ sao?" Người phụ nữ nọ mỉm cười, giơ cổ tay lên: "Cái vòng màu đỏ, nó giống như cái này đúng không?" Câu chuyện thứ năm, người đàn ông không chân. Tối hôm đó, Long được đợi bạn đến đón ở nhà chờ xe buýt. Khi anh đang thả hồn vào những ca khúc phát ra từ điện thoại, một chiếc xe buýt tối tăm xuất hiện bất thình lình. Long giật mình và cho tạm dừng máy nghe nhạc. Cửa xe buýt mở toang nhưng Long không thể thấy ai bên trong vì quá tối. Long hỏi: "Có ai trong đó không?" và lùi lại vài bước. Rồi anh nghe thấy tiếng bước chân từ phía cuối xe buýt chậm chậm tiến lại gần cửa ra. Hoặc sợ, anh thở hổn hển. Những bước chân trở nên gấp gáp hơn, rồi cửa xe buýt đóng sầm lại. Chiếc xe nhanh chóng mất hút trong khoảng không. Long được một phen hú hồn. Bạn Long đến và hỏi vì sao mồ hôi anh lại nhễ nhại như vậy. Nhưng anh nói dối rằng mình không sao và chỉ muốn đi uống bia. Họ trở về nhà Long. Bạn anh xin lỗi vì đến trễ. Long hỏi lý do thì người bạn ôn tồn kể: "Có một tai nạn giao thông xảy ra gần chậm cho xe buýt lúc nãy anh đứng. Chiếc xe buýt phát nổ. Và theo những gì tôi biết thì hành khách duy nhất trên chiếc xe lúc đó là một người đàn ông không có chân."